có thể vay mượn những lời như vậy để khởi đầu cho sự chờ đợi tiếng vọng đáp ứng của những gì đó đang ẩn mình trong bóng tối. Những lời được vay mượn ấy không nhất thiết phải là đồng thanh với những cái sắp đáp ứng. Sự tiểu thành của những cái đáp ứng này sẽ không xuất hiện trong những tiếng động náo nhiệt. Đây là sự tiểu thành của một cơn mưa như thác lũ, khi con bướm mùa hè đã chịu khép lại đôi cánh mỏng để lắng nghe trong thầm lặng hơi thở của cỏ nội. Chờ đợi, kiên trì và dừng lại trong sự bế tắc của một thời chỉ có ánh sáng vĩnh cửu của mặt trời. Kiên trì và dừng lại để chờ đợi trong sự bế tắc là liều lĩnh thác mình cho một cuộc chơi ngoạn mục của thiên diễn, là liều lĩnh đứng lại giữa lòng thác đổ của vạn hữu. Đó là một thái độ bướng bỉnh, không chịu tiệm tiến từng bước vững chắc như những đợt nhảy của con chim hồng, nhảy bên bờ nước, nhảy đến tảng đá, nhảy trên đất cạn, nhảy lên cành cây, nhảy lên gò cao và cuối cùng bay trong thương khung để lông cánh làm đẹp cho bầu trời. Chờ đợi trong sự bế tắc là những bước thụt lùi của con chim hồng, từ trên cành cây rơi trở xuống đất cạn. Từ trên cành cây rơi trở xuống đất cạn để chập chững như cưu mang một cái gì đó có vẻ ngược ngạo, đó là sự tiến tới bằng những bước thụt lùi, bởi vì thuận theo sự bế tắc. Mượn một kinh nghiệm tư tưởng để nói về một kinh nghiệm tư tưởng, đó là một sự vay mượn nghịch lý ngang ngược, vay mượn đã là một điều bất khả, mà nói về lại cũng là điều bất khả. Bất khả cho nên bế tắc. Bế tắc cho nên không tìm thấy một lối chung chính để vào tư tưởng. Như thế là đã khởi đầu bằng một sự bất chính. Đằng sau sự bất chính này không có che giấu một ẩn nghĩa nào hết để biện minh cho nó. Nhưng, tánh không luận là gì? Khi con bướm mùa hè dừng lại trên đóa hoa, khép lại đôi cánh, và đong đưa theo cơn gió của cỏ nội hoang ngàn. Từ khi Long Thọ xuất hiện ở miền Nam Ấn Độ, đến nay đã 18 thế kỷ qua, và suốt một vòng cung 3/4 của toàn bộ Á Châu, tánh không luận đã trở thành một thứ khí giới vô cùng sắc bén được trang. Với những kẻ chống đối nó, phá hoại là phá hoại. Nhưng những kẻ tán thưởng nó thì nói phá hoại tức là thiết lập. Với KS, phá hoại là điều đáng sợ và nên tránh. Chính thực, Natarjuna đã cố ý minh vực cho một chân lý nào bằng khí giới tánh không luận. Người ta đã từng nghĩ, chính tánh không là chân lý đó. Bởi vì người ta có thể tìm thấy, với bằng chứng vô cùng xác thực của văn nghĩa, rằng chính Natarjuna đã coi phương tiện và cứu cánh là một. Nói cách khác, chính chân lý của tánh không tự bảo vệ lấy nó, tự minh vực cho chính nó, không một cái gì khác. Những học giả hiện đại chuyên môn về tánh không luận với những đại biểu có thẩm quyền như Mù Tý, Cô Giờ, May, và có thể kể thêm những vị ở ngoài lãnh vực chuyên môn này nhưng cũng được coi như là có thẩm quyền như Shchetbaki, Takakos, v.v., đều đồng thanh công nhận tánh không luận như là biện chứng pháp. Những người đi sau, bám chặt vào danh từ này biện chứng pháp để hiểu tánh không luận. Vô cùng thận trọng. Người ta đã tìm được cho tánh không luận một sự đồng thanh tương ứng. Như vậy là nghìn tầm gợi bóng tùng quân. Tuyết xương che chở cho thân cát đẳng. Cô Giờ nói đến sự táo bạo của những hiền triết Đông Phương là tư tưởng bằng mâu thuẫn. Bởi vì, chính luật mâu thuẫn cho phép người ta nói, phương tiện là cứu cánh là phương tiện. Phá hủy trong phương tiện, nhưng lại là thiết lập trong cứu cánh. Phá hủy và thiết lập là một. Như thế hình như mâu thuẫn đối chọi với đồng nhất. Đây là lý lẽ mà người ta hay dựa vào đó để phân biệt tính cách dị biệt của tư tưởng Đông Phương và tư tưởng Tây Phương. Người ta thường lý luận theo một tiêu thức điển hình nhất như sau. Với Tây Phương, đó là tư tưởng trên nguyên tắc đồng nhất, với Đông Phương thì, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, của Lao Tử, đó là tư tưởng trên nguyên tắc mâu thuẫn. Bởi vì, nguyên tắc mâu thuẫn như thế là dung nạp tất cả mọi tương phản, tất cả mọi cái không. Phải là nó, cho nên người ta nghĩ nếu công nhận rằng Đông Phương luôn luôn tư tê bảy ẩn trên nguyên tắc này thì tư tưởng Đông Phương lúc nào cũng có thể dung nạp được tư tưởng Tây Phương với tất cả những dị biệt của chính nó. Và ngược lại, vì nguyên tắc đồng nhất không dung nạp những tương phản. Nguyên tắc đồng nhất đưa đến chỗ đòi hỏi sự nghiêm sắc của khái niệm. Meliot có nghĩ, có cái gì đó không thể thay thế trong tư tưởng Tây Phương, sự nghiêm sắc của khái niệm. Hình như chúng ta vừa đưa ra một tràng, ngắn, những lý luận có vẻ rất mạch lạc. Nếu nói cho trí lý, thì kiểu lý luận này là điều tối kỵ của các nhà tánh không luận, kể từ Ajñāneva, xuống Buddhapālita, qua Bhava Viveka cho đến cản dỡ ra cái gì. Nhưng nói vậy cũng không được. Vì đó cũng chỉ một cách nói áp dụng luật mâu thuẫn một cách mạch lạc. Như vậy, chính mâu thuẫn đã phối trí thành một trật tự mạch lạc để cho mâu thuẫn là mâu thuẫn. Tức là, mâu thuẫn chỉ được thừa nhận như là mâu thuẫn thực sự khi người ta có thể tìm được mạch lạc của nó trong một trật tự nào đó. Bởi vì, nếu không có sự mạch lạc giữa hướng mâu thuẫn và không mâu thuẫn, làm thế nào ta nhận biết đó là mâu thuẫn? Vậy thì, tánh không luận là gì? Trong tư tưởng, mọi sự trở thành cô liêu và lưỡng thững. Những vay mượn đã không thể tránh và những thành kiến nặng như chỉ cũng chưa thể từ bỏ được. Những con cá lớn trong hồ nước nhỏ này, tất cả chúng đều bị bao phủ trong tấm lưới nhỏ này, dầu chúng có nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ nơi đây. Người học về tánh không cũng như kẻ học bắt gián bằng hai tay không.
Natazuna là ai? Những thiên tài lớn đều xuất hiện trong cơn thịnh nộ. Hè ra cơ lệ trong bình minh của Hy Lạp với cơn thịnh nộ như những ngọn lửa tàn bạo, ông đã muốn tống cổ hồ nghèo dở ra khỏi những cuộc chơi chung bởi vì lời cầu nguyện của hồ nghèo dở muốn cho mối bất hòa giữa các thần linh và loài người hãy chấm dứt. Xa ra tắc cha xuống núi cùng với sự xuất hiện của siêu nhân, sau khi đã nổi cơn thịnh nộ với mặt trời. Những con sâu còn ngủ suốt. Cả một mùa đông để chờ đợi hướng tiếng sấm đầu tiên của tiết kinh chập thánh hai. Nhưng, một khi sinh ra, họ muốn sống để rồi chịu đựng sự chết, hay để rồi đi tìm sự yên nghỉ. Và họ để lại những con cháu cùng chia sẻ số phận như vậy. Những con sâu con chỉ trở mình trong giấc ngủ chiến miên, còn phải đợi bao giờ có cây nứt vỏ sau tiếng sấm của kinh chập rồi mới trỗi dậy, giải chi thời đại hỷ thai. Thiên địa giải nhi lôi vũ tác. Lôi vũ tác nhi bách quả thảo mục giai giáp tích. Giải chi thời đại hỷ thai. Natazuna xuất hiện như một con voi dữ trong truyền thống Phật học và tư tưởng triết học gã đối. Đương thời, đối với các nhà hiền triết Natazuna được xếp vào hàng những tư tưởng gia Phật học lỗi lạc bậc nhất. Nhưng ngay trong hàng ngũ này, Natazuna lại được kính trọng như một tên phá hoại đáng sợ. Người sợ đầu tiên có lẽ chính cao đệ của ông là Ajiyadeva. Ngay trong tên gọi đã có sự trái ngược. Cái tên Natazuna ám chỉ cho một thứ gián dữ. Bởi vì Nata có nghĩa là gián dữ. Nhưng Ajiyadeva lại hàm ý là một thiên thần thánh thiện. Hai thầy trò này, một con khủng long và một vị thiên thần, phải chăng là hai nếp gấp tư tưởng, huyền chi hữu huyền. Nhiều huyền thoại đã được dựng lên chứng tỏ rằng đã có nhiều phép lạ hiện ra để hạ bớt thái độ ngông cuồng của Natazuna, khi ông quyết định bỏ cả núi cao, cả rừng rậm và cả đất liền để xuống biển cư ngụ cùng loại gián dữ. Như vậy người ta mới có đủ lý do để xác nhận rằng ông quả là một tư tưởng gia Phật học khi ông chịu nghe theo lời khuyến cáo của vua gián mà trở lại đất liền. Quả thực là một tư tưởng gia Phật học chính thống. Bởi vì chính thống cũng hàm ý là ngoan ngoãn mặc dù lối xử sự của ông đôi khi có vẻ ngượng ngạo. Từ lúc mà Natazuna trở lại đất liền, nhiều vấn đề trong truyền thống Phật học và nền minh triết ta đôi được đặt lại, thánh không luận là gì. Dường như có một sự lửng lơ và bất khả nào đó, lửng lơ như chính đời sống và bất khả như chính tư tưởng, Natazuna tư sương mù của bình minh và năng quái. Giữ hay mê a ta ta. Sơ va vế nô gắng ha va na ga lem thầy ta tuột a da ta ta sơ thầy nam ta tam hẳn ga ua gì ta. Như quang nắng, như giấc ngộng, như thành phố giữa sa mạc, tất cả sự hiện khởi, tồn tục và biến mất đều như vậy. Trong Đại Tạng Kinh Trung Hoa, được ấn hành dưới sự điều khiển của Takakos, một học giả Phật học người Nhật, có một tác phẩm dứt đoạn mang tựa đề là Lao Tử Hóa Hồ Kinh, được xếp vào loại những tác phẩm ở bên ngoài Phật học. Tác phẩm đứt đoạn này nói Lao Tử cưỡi châu bỏ xứ Trung Hoa đi về phía Tây Bắc và giao hóa cho những giống dân Man Di ở phương này. Môn đệ lớn nhất của ông là Thích Ca. Đó là một sự lửng lơ của huyền sử và cũng là một điều bất khả của tư tưởng. Nhưng, 10 thế kỷ sau, một người vì kính trọng Natazuna mà phải từ bỏ quê hương của mình để sang cư ngụ và chết ở Trung Hoa. Đó là Kuma Dạ Di Vã. Cái tên này lại ám chỉ cho sự trường thọ của trẻ thơ. Có lẽ Natazuna hóa thân làm lão tử tại đất tàu để nói cho một phân nửa Á Châu nghe lại cái diệu chỉ huyền chi hữu huyền trong câu hỏi tánh. Không luận là gì. Và như thế, trước câu hỏi tánh không luận là gì, nhưng vay mượn đã không dễ gì tránh khỏi và những thành kiến cũng chưa dễ gì từ bỏ được. Cũng ví như một người đánh cá lành nghề hay người học đánh cá vung lưới trên mặt hồ nước nhỏ này với một tấm lưới có mắc lưới xích sao. Người ấy nghĩ, những con cá lớn trong hồ nước nhỏ này, tất cả chúng đều bị bao phủ trong tấm lưới này, dầu chúng có nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ nơi đây. Đó là những lời kết luận của kinh Bở Già Ma A Ma Su Tơ Tá. Và kinh chấm dứt như thế này. Trong khi kinh này được truyền thuyết, 1000 thế giới đều rung động.